Hello, xin chào quý vị và các bạn nhé. Rất vui quý vị và các bạn quay trở lại kênh của Khánh Nguyễn Cuộc Sống Đức. Mình là tổng thống gia đình nhé. Hôm qua là ăn ở trên nhà em trai, hôm nay lại về vợ chồng em gái đây. Đây này, nó xào mực nướng, mực ống này rất là ngon. Với lại thịt này trông nó đen này, các bạn có biết là thịt gì không? Thịt lợn rừng nhé, không phải thịt bò đâu. Ngon cực kỳ là ngon. Đỗ luộc thì mình thích ăn rất là nhiều. Rồi chuối này, chuối nhà nó cả buồng luôn đấy. Chuối này là gọi là chuối bio, nếu ở bên Đức thì đắt đắt kinh khủng khiếp. Nhưng mà nhà mình thì nó để cả buồng chuối, nó vặt ăn dần thôi. Sướng thật, của nhà đấy. Ok, thì bây giờ mời cả nhà ăn cơm cùng nhá. Ô thế cho. Sao nay lại quay lại này ấy thế này. Okay. À này, bắt nè, nó tắt một tiếng nó cú đúng không? Nó cú. Tắt một tí. Yo, mời cả nhà ăn cơm nhá. Em ăn cơm đi. Vâng, ăn cơm. Bây giờ là học ăn ít thôi. Ăn ít nhưng mà vẫn là hóa nhiều đấy. Tại vì sáng, trưa, tối nhá. Ở bên kia là chỉ ăn buổi trưa thì tối không ăn. Sáng thì ăn cái ăn mấy cái hạt này. Hạt sen là một này, óc chó là hai, hạnh nhân là ba, đậu đen là bốn, vừng đen là năm, cái gạo nứt ấy là sáu. Đấy, mấy thứ ấy nấu đúc vào nhau xong rồi ăn buổi sáng. Thời gian rèn luyện ăn uống khỏe. Cái nhà cứ bảo tập ăn ít nhưng mà ăn thế này vẫn là nhiều. Sáng bát, trưa bát, tối bát, vẫn là một ngày ba bát cơm. Nhiều tinh bột. Thích nhất là thịt lợn rừng, trông nó đỏ như thịt trâu á, nó không có mỡ. Ui rồi, nhưng mà nó không dai thịt trâu nhỉ. Ôi thì chị đâu chưa thấy à? Thôi chị cũng ăn cơm mà. Mà nó hôm nay ăn giỏi đấy nhỉ, đã hết bát rồi. Thế là non xưa hai quả chuối nhé. Đói hết từ lâu hả? Con hết ăn bát từ lâu rồi. Con không để lộ mặt con đâu. Cái gì? Con không để lộ mặt đâu. Bài cho thế giới xem tiếng Minh. Không làm đấy người ta cười vậy. Người ta lại bảo là tù nhân. Nếu làm thế họ xem họ là tù nhân đấy. Thằng phim cứ để tự nhiên đi, ông Trạm để tự nhiên mà. Thằng phim các bác đấy. Cả nhà nhìn cháu đẹp trai này mà nó định che cái mũ à? Các ông bà cái mũ khác thì tù nhân. Này bảo là khủng bố. Xin nhận nhạy. Đẹp trai cực kỳ, ai che áo thế? Đúng không? Cháu xem phim á, những người người ta phạm tội người ta toàn che thế này. Mình cũng phải phạm tội đâu mình che thế. Dạ. Được. Nhưng con không thèm. Nay cô em này đi ăn cơm ở cái gì em? Ở đình thôn. Ừ. Đình của thôn. Đình của thôn nha, không ăn ở nhà. Vội vàng về nấu cho hai chị em ăn xong rồi lại đi. Tí về rửa bát. Thank you.
Thảo nó về nó có nấu cơm không? Đâu có. Mẹ chồng nó cũng dễ. Làm hay làm? Cái gì biết thì làm, không biết thì mẹ nó hướng dẫn. Làm dâu thời nay chị thấy sướng nhỉ? Cái thời chị làm dâu khổ lắm. Chưa, xã hội nó chưa va chạm mấy. Ăn học là kém. Không phải kém, mà cái thời đấy là Việt Nam mình vẫn ảnh hưởng tàu, không kiếm. Học là tinh học cứ nó 1, 2, 3, 4. Chị học lớp 7 là cao à? Bọn em học hết 12, 10, 12. Năm em lên cấp 3 thì mới lên 12, còn trước lên 10. Nông thôn va chạm ít. Em học cấp 2 là ở đây cũng xã đây thôi đúng không? Em học xã. Chị đi học xa lắm. Đi ở Tân Thiếp hay lên Sương Lâm á? Đúng rồi. Ở đây phải 2 cây. Chắc hơn ấy. Mùa đông lạnh lắm. Thầy cơ, mình thưa các bác cả anh em đi học cũng phải sơ tán hay Sương Lâm học. Thế á? Vâng. Học đồi thông. Ừ, đấy. Đúng rồi. Chị học đồi thông á? Năm 70. Sáu mấy, sáu chín, bảy mươi đấy. Hoặc là năm 64-65 học ở đây, sơ tán ở đây, sơ tán đấy học. Men được, được ăn nữa. Men vào đây. Một tí nữa nhá, 3 phút nữa. Úi dồi, ông xài một lúc mấy quả chuối rồi. Nó ăn đấy, ưa. Khỏe hơn, ăn được nó khỏe. Có lúc không có ăn bốn bát cơm. Có lúc không có ăn bốn bát cơm cho một đứa. Không có ăn được bốn bát cơm. Cho ăn nhiều đấy. Bốn bát cơm bữa. Có lúc thì ta ăn 4 bát. Ngon quá. Thịt lợn rừng hay phải đấy. Nó dai như thịt trâu á. Thế chua không có mỡ. Tại chị chả bao giờ chị ăn mỡ cả. Kể cả từ trưa đến nay, không bao giờ ăn mỡ mà vẫn bị máu nhiễm mỡ độ 2. Gan. Gan nhiễm mỡ độ 2 chứ còn máu thì không biết là độ mấy. Cơ thể là tinh ra. Do cái hấp thụ của mình nó kém. Chứ nhiều người ta ăn chả sao. Được rồi. Chuối này ở bên Đức gọi là chuối bio thì ăn thì đắt thôi rồi.
mình về hôm đầu mình ăn ác lắm, xong rồi bác sĩ bảo không ăn. Ok, bye bye.